anh em phải nhớ là dùng lực của mình khỏe đến nỗi thắng xoay các đối phương. Chứ không người ta cắt cắt nặng mà mình giật hều hều là không sang ở đâu anh em nhá. Anh em lúc úp lúc ngửa như này là không bao giờ được luôn. Gồng đấy, gồng sớm này. Không bao giờ được. Quật. 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 Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái kỹ thuật giật bóng xoay xuống bằng phải tay mà giật mạnh nha anh em nhá. Xin chào anh em kênh Table Tennis Review. Thật ra ở kênh của Tùng thì nó toàn bắt mình thực hiện các kỹ thuật nâng cao thôi, cho nên là dành cho anh em đánh hay hay một chút. Chia sẻ với anh em là ở quả giật bóng thì nó có 3 kiểu giật. Thứ nhất là giật xoáy lên. Việc kiểu giật thứ hai là giật xoáy xuống nhưng mà là moi bóng, tức là giật cầu vồng đấy, giang hồ giật cầu vồng ấy. Nhưng ở quả giật đỉnh cao nhất của nó thì là xoáy xuống nhưng mà giật đè bóng như xoáy lên. Đây là đỉnh cao của kỹ thuật này anh em nhá. Thì ở đây mình chia sẻ với anh em kỹ thuật là giật chống bóng xoáy xuống nhưng mà giật mạnh đè bóng để kết thúc đối thủ luôn. Ở cái kỹ thuật này thì mình sẽ cũng sẽ cầm vợt như những cái kỹ thuật khác thôi, đúng không ạ? Vẫn là như thế này. Anh em xem những cái clip trước rồi thì sẽ để ý. Cái thứ hai là tư thế đứng cầm vợt này, sau đó là tư thế đứng cách chuẩn bị. Thì ở quả giật xoay xuống lúc nào bóng nó cũng dừng và chìm, lúc nào cũng thế. Vì thế anh em muốn giật mạnh thì đầu tiên là phải hạ nghiêng cái vai hơn xoay lên và dồn trọng tâm về cái chân phải này, nghiêng vai dồn trọng tâm chân phải đấy, dồn trước, sau đó chuẩn bị nhé, hai chân đứng rộng hơn này, nghiêng vai dồn trọng tâm chân phải này, sau đó khi bóng nảy lên gần cao nhất hoặc cao nhất thì mình sẽ lăng tay gập thật nhanh, đẩy lừa thật nhanh, đạp chân thật nhanh, ba cái này phải đồng thời thì mình mới có một quả bóng ổn định bay sang bên kia được. Và dùng lực của mình phải thắng xoáy của đối phương. Anh em phải nhớ là dùng lực của mình khỏe đến nỗi thắng xoáy của đối phương. Chứ không người ta cắt cắt nặng mà mình giật hều hều là không sang ở đâu anh em nhá. Sau khi chuẩn bị xong thì là mình sẽ có cái động tác tay và cái góc độ mặt vợt như thế nào là phù hợp. Thì ở chỗ này mình lại nói lại, thì cái góc độ mặt vợt của mình ấy, khi đối thủ cắt một bóng cực càng nặng sang thì mình càng phải nghiêng người nhiều hơn, góc độ mặt vợt càng ngửa ra hơn và đẩy thật mạnh lên, càng xoáy thì càng phải ngửa và đẩy thật mạnh lên, ngửa lúc đầu xong về sau vẫn phải úp người nhá. Mình sẽ đánh góc vợt như thế và không thay đổi. Anh em lúc úp lúc ngửa như này là không bao giờ được luôn, không bao giờ được luôn. Phải từ đầu đến cuối góc độ mặt vợt không thay đổi từ đầu đến cuối. Còn khi đối thủ cắt bóng lỏng thì mình lại phải úp mặt vợt và đè sấp xuống nhiều hơn, đè sấp xuống nhiều hơn đấy. Cái đấy là cái phần cũng rất là quan trọng. Nhiều bạn lại bảo là làm theo nhưng mà không giật được. Thật ra bạn phải đo được bóng xoáy của đối phương, xoáy của bóng đối phương cắt sang, càng xoáy càng mở vợt, lỏng thì mình sẽ úp xuống, đè xuống. Rất đơn giản với các bạn. Ở quả giật này anh em mình cứ đánh thời điểm bóng nó rơi vào tầm cũng từ 3 giờ đến 2 giờ, nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa cái chỗ ấy. Theo mình như thế là vừa đủ. Gập tay này, đấy, lại về lên vuông góc này, đẩy theo này, phải đẩy cực kỳ mạnh. Quả giật rơi xuống này khi anh em luyện tập nhá là nó phải mỏi chân phải thì mới đúng, bởi vì chân phải đạp rất nhiều, chân phải này đạp rất nhiều và đạp đột biến. Tay này, đạp chân này, tay này, đạp chân này. Có một điểm lưu ý nữa anh em nhá, là cái chân phải của mình ấy, bóng ở bất cứ chỗ nào thì chân phải của mình cũng bước đến cạnh của bóng và chéo lên một chút thì mình sẽ giật được tốt hơn, bởi vì đây là trụ mình bẩy. Thậm chí chân phải của mình đạp nó còn đứng trên cả chân trái, nếu như những quả bóng ngắn, nếu như những quả bóng ngắn trên ở chân trái cũng được, vì mình sử dụng lườn và chân phải là chính. Chân trái nó chỉ là cái điểm mà mình dồn về sau thôi, dồn sang bên phía đối diện thôi, cho nên là cực kỳ quan trọng ở cái chân phải. Nếu như mình cách xa của bóng quá không đạp được, đúng không ạ, phải gần cạnh nó, chéo ra một chút cạnh này, chéo ra một chút là mình sẽ đạp vừa đủ. Luôn luôn chân phải, lưu ý với anh em là luôn luôn chân phải của mình phải nằm cạnh của bóng và chéo ra một chút, đúng không ạ? Ví dụ bóng ở đây, cạnh, chéo ra một chút. Bóng ở đây, cạnh, chéo ra một chút. Đừng để xa quá, cũng đừng để nó được ra sau không được. Luôn luôn cạnh và chéo ra một chút. Ở cái kỹ thuật này này thì anh em mình phải hơi đập bóng vào va xuyên của bóng thẳng ở phía trước một chút. Đừng sợ xoáy, giống như bên trái vậy, mình đừng sợ xoáy,
lực phát từ cổ tay này, cẳng tay này, xoay hông này, từ chân này, đạp, xoay sang trước, giật thẳng vào bóng. Đừng sợ, mình sẽ không moi, đúng không ạ? Moi là kỹ thuật số 2, còn đây là kỹ thuật số 3, giật thẳng luôn, thẳng luôn. Đấy, mình ép thẳng vào bóng, dồn người và điểm kết thúc của mình thì mình phải hơi cúi cái người xuống, không ngửa người ra, ngửa người ra dần moi này, đúng không ạ? Úp hẳn xuống thì là xoay lên này, nhưng cái này mình sẽ chéo thôi. Đấy, vẫn đè bóng như xoay lên nhưng mình hơi gập người xuống để dồn cái lực thân của mình vào bóng, dồn lực thân của mình vào bóng. Ở đầu tiên mình khi mà mình luyện tập ấy, anh em không được chậm tay nhé. Nhịp thì có thể chậm được, từng quả một có thể chậm được, nhưng mà ở quả này mình phải dứt khoát, nhất định phải dứt khoát, không dứt khoát là hỏng luôn. Này, em đưa bóng đi, anh giật thử quả. Đấy, dứt khoát đẩy chân này, dứt khoát đẩy lượn đẩy chân, cái này cực kỳ quan trọng. Và mặt vợt không được thay đổi, anh em dùng vẫy tay là hỏng luôn. Nào em lại, thời điểm bóng phải sớm, phải sớm đẩy chân, hạ người đấy, gập tay thả lỏng này, nghiêng người gập này đấy, nghiêng người đẩy chân cực kỳ mạnh, đẩy chân đấy, phải bóng sớm chờ là không được. Nhiều anh em mắc cái lỗi là phải là chờ bóng, rất quen thuộc, chờ bóng là giật trong cổ moi. Khi em giật moi thì nên chờ bóng tạo xoáy, còn khi giật kết thúc như thế này là mình phải giật sớm lên, đối thủ vừa bước lên cắt này, lùi về cầu thủ và không kịp thì mình mới kết thúc được chứ, đúng không ạ? Nào, tiếp tục em. Đấy, hạ người này, gập đường thẳng đường chéo đấy. Anh em rất dễ bị cứng vai nha, khi mình gồng lên rất nhiều là bị cứng vai là không được luôn, đúng không ạ? Chỉ có thả lỏng vai, động tác nó mới mềm dẻo và đi lên được thôi. Nhiều anh em rất cứng vai, gồng một cái là chỉ cần gồng sớm một cái là anh em sẽ bị vừa đi xe đạp vừa phanh lại ấy, vừa lên dốc vừa phanh lại không được. Nào, thả lỏng, vừa lên dốc vừa phanh không được đâu, phải xuống như này này, vừa lên dốc vừa phanh này, đúng không ạ? Gồng đấy, gồng sớm này không bao giờ được. Đấy, thả lỏng ra, cứ thoải mái, quật lực từ cẳng tay gập vào này, chân này đẩy này dứt khoát lên, đúng không ạ? Tiếp tục em, đẩy và sớm. Đấy, anh em thấy không? Vừa đẩy lên cao là thời điểm thích hợp nhất để đánh bóng, chứ không phải cao nhất. Cao nhất thì cũng được thôi, nhưng vừa đẩy lên cao thì sẽ hợp lực tốt hơn cả cao nhất luôn, anh em nhé. Nhưng mà mới tập với lại ấy thì mình nên chọn thời điểm cao nhất, bởi vì phù hợp với tốc độ di chuyển của anh em hơn. Nào, bây giờ mình sẽ chọn thời điểm bóng cao nhất. Đấy, còn bây giờ mình sẽ giật thời điểm bóng vừa lên cao cho anh em xem, sớm hơn, bắt đầu. Ở các vận động viên đỉnh cao
thì hai giật ở thời điểm bóng vừa lên cao đang lên, họ đã vào luôn rồi. Quả bóng ác nhất ở thời điểm đấy đấy anh em ạ. Bắt đầu. Mấu chốt là phải vừa lên đánh luôn. Vừa lên đánh luôn. Vừa lên đánh luôn. Vừa lên đánh luôn. Xin cảm ơn anh Tô Đức Hoàng. Cảm ơn anh em đã xem video. Chia sẻ kiến thức và kỹ thuật cực kỳ là bổ ích. Nhân đây cũng xin giới thiệu anh Tô Đức Hoàng có kênh YouTube Hoàng Chốt Bóng Bàn. Hoàng Chốt Bóng Bàn anh em ạ. Có rất nhiều video hay để anh em đón xem. Bên mình thì thiên về những kỹ thuật cơ bản và các lộ trình đi đến những cái dần dần mới lên lương cao. Hiện tại mới đang có kỹ thuật cơ bản thôi, anh em có gì ủng hộ mình. Anh em ghé qua ủng hộ nhá. Cảm ơn anh em. Chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn anh em. Làm hơn được. Sức khỏe mình yếu rồi anh em ạ. Mặc dù trai tráng nhưng lại rất yếu. Rồi, rồi.